Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Xin chào. Bỏ lại đi. Chan vô. Đấy, người đẹp. Con nghe mình đẹp thế. Trời ơi. Đầu hết sức lâu mới vô thấy ông Tư càng ngày càng đẹp. Hôm nay cái tên tươi là thấy. Hôm nay mình sẽ thử thách mấy anh em thi ăn đậu nóng. Một người một cái lẩu. Tưởng đâu uống nước đầy bụng tập heo. Đây một người một cái lẩu nha. Rồi. Ăn nóng luôn, hết rau hết cái hết nước. Mình sẽ tặng cho 5 triệu. 5 triệu đó trong đây là cũng còn hên xui nữa. Đây là 5 con heo. 5 con heo mình chuẩn bị sẵn trong này là 5 triệu. Xanh, hồng, vàng, cam, hồng. Nhưng mà anh em nào ăn gì hả? Hết trước, hết nhì. Coi như là từ đầu đến cuối. Coi như là người nào hết trước thì được có quyền đập trước. Người nào hết kế tiếp thì có quyền đập kế tiếp. Người cuối cùng mới được quyền đập. Hiểu không? Coi như là người nào ăn sau cùng thì đập sau cùng. Người nào ăn trước thì đập trước ha. Nhiều khi trong này là có một con heo đang rất là đặc biệt. Đây năm con heo này có một con rất là đặc biệt nha. Này có con bò tao tới 2 ngán nè. Mình hôm nay mình chơi lớn với anh em luôn, là ăn nóng uống sôi. Đập heo nhận 5 triệu. Bún gà bằng nhân tí. Bằng nhân ba. Còn hỏi mà ăn không hết nước hết cái thì không quyền đập heo nha. Rồi kìa, ai mà không nghe quy luật kìa. Đây. Ai mà không ăn hết nước hết cái không được đập heo nha. Được chứ sao? Mấy anh em mình đưa ngồi quán lẩu bông 9K cột suối. Đúng rồi, ăn trong một cục cồn đó. Tại vì bếp ga thì có lớn nhỏ, còn này quy định trong cục cồn đó. Còn thằng này quên đem cái khăn giặt tay hả? Đây nè. Để đây nè, sát cái này. Cái chùi không trôi. Dạ hả? Đây nè, để có khăn lạnh đó. Đây là sợ không kịp. Dạ hả? Cái khăn lạnh đó mà lót vô trong miệng nè. Đó cũng giống như mấy tay quýnh bóc à. Ừ. Đây, đi đưa trước đi cho nó dễ. Giả bộ vô hình hả? Giả bộ đi trước mình đi vô. Dạ. Chứ như mình ăn nóng chịu nổi quên mượn mấy cái đồ mà của mấy con quýnh bóc mà ngậm vô đó. Mày hả tao? Sẵn rồi vô giữa luôn đi. Dạ, thôi luôn đi. Được rồi. Mà chịu chót chứ biết đâu nhầm khi thôi tiền nhiều sao đấy. Chúa ơi. Nhào vô xôi. Chưa. Thấy con tôm nó nhảy sạc sạc kìa. Cái nào ăn hết thì ăn phụ cho. Rồi thôi, chị. Rồi. Chị thôi đây là em gọi thêm cái nữa chị. Em mời chị một cái. Vậy hả? Rồi. Chưa có lửa, phực lửa lên tay. Lẩu đem lên nè. Mỗi một người một cái lẩu gạo cái nước bún phải hết mới được quyền đập heo. Rồi gấp đồ vô đi, gấp đồ vô đi. Cá đi vô đây nào em ơi. Cá tắm nước sôi hả? Tôm vô đây nè em ơi, có nước. Mực nè vô. Có quyền bỏ cái gì bỏ, miễn sao là ai ăn hết trước thì có quyền đập trước. Cho hai tiếng chim vô luôn coi. Anh em nào có chiến thuật gì thì làm. Nhiều khi trong này là 5 con heo mà có một con heo đặc biệt. Người nào hết trước đập hên là chúng nghe heo đặc biệt. Chết chắc rồi. Chắc rồi. Chết chắc rồi. Ấy được tại mà phải cho mượn chén gì đó, múc một cái đồ lại à. Còn hỏi sợ nóng quá thì ăn rau sống. Quyền ăn rau hết thôi. Vừa bỏ vô ăn lần lần được rồi, đừng để gục quá nó dính nước sôi cho mày ăn nóng lắm nha. Khoan đi. Chưa có quen gì chưa à. Cái này. Chừng nào anh em nói xong hết rồi mình sẽ mời cô bác chị rồi xong rồi dùng. Cái này có bây giờ có đề nghị một chút coi. Sơn, bây giờ cho người mượn cái chén đi cho nó dễ. Đúng rồi.
Ừ chứ làm vậy không có ăn gì được, nó nóng không có thể nào mà để cái miệng đó được phải không? Ừ vậy nó khó kinh ăn xác, nó cơ, nó này nữa. Đi qua anh Tung chút coi. Ngày sao anh Tư ông Tung thơm quá trời. Không khỏi gần nè, mình đùa quá, để bên này cũng thơm mấy em ơi. Ủa vậy? Tung này thơm lâu rồi. Bỏ vô rồi cái lấy ăn lỡ bên này là cũng được vậy. Không được. Mình cũng xin đại diện hết anh em, tổng mời cô bác chị các bạn dùng món lẩu thái với mấy anh em mình. Xin mời. Rồi bắt đầu ngay chuẩn bị nha. Điểm nha. Điểm ơi. Điểm nha. Rồi. 1 2 3. Lộ măng. Trái nghe phụ hòa hết cả. Cái này là nước sôi giăng vô đùi. Hôm nay là anh em ăn nhanh chưa chắc là thắng, ăn nóng giỏi cũng chưa chắc là thắng. Lý do là trong 5 con heo này có một con heo rất là đặc biệt. Thấy mà nhận được con heo đó, một là vui, hai là cười, ý một là khờ buồn. Ngon quá, lẩu chua ngon quá. Ngon hả? Ngon, ăn đi em. Mời ơi, xong rồi. Rồi ăn đi em, chút xíu anh ăn sao. Không được quyền lấy xuống nha. Một lát em đập cái con heo mà cái màu tiệp với màu áo em chắc con heo đó hơn. Rồi em thích đập con nào đập, quan trọng là em về nhất hay về nhì mới được. Tại trong này là hai con màu tiệp với màu áo của em đó. Mà em về ba lỡ mà hai người kia đi về trước ta đọc cái con heo màu tiệp của em rồi. Em hết. Quá sức luôn rồi nè. Xôi ốc luôn. Hôm nay mình đi xông hơi cho mấy anh em, cho sức hồi chơi. À, cái này đâu có con gì dính mình được nổi. Ừ, sức hồi chơi. Ta xông kia là bắt mạng, ta xông vô mà không thể bắt trong trong ra. Ừ. Anh em có quyền. Vừa nóng mà vừa rung nữa. Bò móc ăn có lẹ lắm thì cũng đồ nóng này cũng không có làm lẹ được. Đừng lấy lộn dĩa nghe thấy không? Dạ em thấy rồi. Tranh thủ ghế đừng đập con heo màu tiệp với màu áo hả? Ừ rồi coi em. Quá nóng. Quá là nóng luôn, quá sức hồi hết rồi, tay nào tay nấy sức hồi hết rồi. Cô ơi bị gùi ơi, cô ơi bị gùi ơi. Dài quá, đủ là ông lục. Cái gì vậy, vậy thôi lấy trái khác cho, cái trái khác. Ở khỏi đi, nó cũng không dơ gì đâu. Rồi, anh nói khỏi luôn rồi Liên ơi. Nóng quá tại chân rung hết rồi. Nóng quá tại chân rung chưa hả? Rung hết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Quá sức chân này à. Cái nồi của bông móc còn tốt sẽ cháy dữ. Qua cháy nó cháy phù hụ không hả? Ừ. Này làm gì ăn lẩu thái tắm mồ hôi. Ừ. Người nào hết xong là giơ tay lên nha. Đấy mình tính
Người nào về đất, người nào về, về nhì nha. Xiết 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 sức mồ hôi, cởi mồ hôi. Tùng muốn thử thách ăn 5kg gà không Tùng? Để cho hết gung Tùng. Hôm nào đi anh? Ừ, 5kg gà. Ăn gà đúng thêm á. Ăn hết 5kg gà là hết gung à? Thôi rồi, tại hôm nay ngồi cái bên người đẹp như hàng á. Dạ. Miếu. Em nói đẹp chứ anh thấy cũng bình thường mà đâu gì đâu. Lâu dữ lắm mà thấy mới anh em được nói thôi làm như Tết rồi. Nhiều khi khen cũng có vấn đề đó. Nè anh Tùng anh vô trong mình hay gì? Dạ. Ui gỗ này quá lẹ luôn à. Ui gỗ. Được cái chậm ăn thấm luôn. Ừ. Đây. Lại là cụ bốc ơi. Này sao chậm quá vậy cụ bốc? Quéo quá rồi. Bốc đường chương thua bơ. Cái tay thì gung mà gấp con dao nó rớt tùm lum. Ngồi, bữa nay ngồi gần hàng nó vậy đó. Ủa? Thằng lẹ quá ta ơi. À, có sức căng này rồi. Xếp 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 lấy cái khăn ở đó cầm cái thao cho để cầm tay là phỏng lọc da tay á. Thằng nóng này chuột hay lắm. Mình xong hơi ướt áo luôn. Quy gùa bằng áo thun mà cũng thấy ướt luôn. Đừng bỏ lên thao lên đó, trái thao người ta em. Hết rồi, đợi xuống đi. Đây có còn một trái thao người ta. Ừ thao người ta. Nóng quá Tùng. Quá xịt nóng hả? Rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đó. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Quá. Không bám được. Nhào nhào quá. Rồi, bỏ thao dưới em ơi, để trái thao tao ơi. Rồi, tiếng gì nhất. Đưa cái thao ra cầu nước em. Rồi, ok. Rồi, gô vậy nhỉ.
xe xăm mặt mày hết rồi. Bà móc gốc gấp hơn gấp tết không kịp. Ai về số mấy nhớ nha, lỡ hồi là đông người quá lô bu cái mình quên. Chị Tung còn con tôm, chị Tung còn con tôm, chị Hằng còn chén nước, bao ốc còn một chén rau. Cố lên thôi. Ừ. Ê, em rồi tới chị Tung số 3. Đây thao đã cũng ra nóng. Rồi hoàn tất cái thao hết luôn. Còn hai người ăn khỏe nhất trong kênh của mình. Ăn cái này là chậm hơn hết luôn. Đứng ra anh Quy ăn nóng cũng hay quá anh trời. Ừ. Đây ngồi gần tí á, nói chuyện nổi cộng quá. Dạ. Ừ. Mình có lựa thánh ăn nóng ngồi chứ. Ừ. Thôi làm thôi. Hai người hết lượt thì há miệng ra nha. Ơi ai nói chuyện cái coi, ai nói chuyện cái coi. Rồi Hằng gì bé cái Hằng. Còn nóng, còn nóng, còn nóng. Gõ cửa tái tim. Còn tép hả? Rồi ok, còn tép khỏi ăn em, còn tép để cho gái đi em. Thế Hằng, còn tép để cho gái luôn đi. Sáng tay em lọc cho con. Rồi thấy em ăn á thì em cũng về bé rồi, đúng không? Rồi xong rồi, anh em sức mồ hôi hết cảm luôn đó. Bà giờ để cho lau mồ hôi. Đúng rồi, lau mồ hôi đây, lau mồ hôi, lau mồ hôi đây. Rồi mới giải quyết đó ha. Rồi. Rồi. Đó, cho anh em làm như mới giờ tắm suối nước nóng vậy. Dạ. Rồi, tí bước ra tí. Bước em ra. Có quyền chọn bất cứ con heo nào. Cái cây của em. Ừ, chọn bất cứ heo nào có quyền. Em thích con heo nào? Chọn chú nó. Không, em cứ cầm lên gớt bàn ta. Đúng rồi. Nó nhử. Rồi, đập đi. Này anh ngồi chỗ nào anh lấy chỗ đó à. Rồi. Thấy đập rồi kiểm tra rồi xong mới người cứ tiếp đập nha. Rồi. Rồi đập đi. Cái cọc nhẹ thôi. À. Quá tí tiền trong đó rồi. Đấy rồi, thấy chưa tí. Điểm người tí, đọc chưa tiền tí. Thấy không tí, tao kêu ngồi đâu rồi ngồi. Lúc rồi. 4, 5, 6, lúc rồi. 8, 9, 10. Rồi, 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu. Tí được 2 triệu. Ô. Tí, tao kêu. Thôi lại đi. Rồi, mấy anh ơi. Rồi, gọi tên. Quá quy gùa, quy gùa nhiêu quy gùa năm sấy thấy xì châm, thấy xì châm. Rồi xì châm nhiêu, 2 4 1 triệu, 1 triệu rồi, tới anh ba. Hửi hửi quá 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 quá. Heo ơi, heo nhớ dạ, nhớ dạ, nhớ cho vàng cho thấy thằng heo. 1, 2, 3. 1, 2, heo. Anh ơi, anh ơi. Ô, màu phong bì. Chúc cái phong bì. Phong bì gì vậy, chúc phong bì gì vậy. Đó ra. Chúc mừng năm mới. Ông coi, trong đó có chừng có vàng, trong đó là. Mừng năm mới, thứ hàng mau mau xôm xôm coi chồng nha. Ừ. Thấy coi gõ cửa tái tiêm đúng dữ với em. Coi gì chúng đó, coi gì chúng đó, coi gì chúng đó, đỡ tao coi chừng xỉu à. Dính vậy chúc bạn mang ra làm sao.
trời, thấy ăn một chậu bắp tay coi. Ôi, nãy mình mà bắp con đó thôi, cảm ơn mấy anh em chị la đó thấy chưa. Rồi, à, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Cái gì đâu. Rồi, anh tung người xui luôn cái này. Xui luôn. Chào khán giả. Sao mà bận áo đỏ là cũng tươi lắm mà sạch tiền đó. Anh ba đến bắt con này mà em nói anh ba bắt con hồng hồng nó đi anh ba. Cái anh ba để anh bắt con đó đó. Không thôi bắt con xanh là chúc bạn mới làm sao rồi. Thôi em ăn hồi mình được làm sao để mình cũng clip cái. Để kết thúc clip cái rồi gặp lại. Bạn may mắn tên sao ạ. Bây giờ anh được nhiều tiền nhất. Anh bây giờ chia sẻ cho em 5 tỷ. Cảm ơn Tí. Ok, rất là tình cảm anh em. Mấy anh em mình đây, cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian với báo clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào hẹn lại.